Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, hiện nay món ốc hương sốt trứng mặn đang là một món hot và được các bạn trẻ rất là yêu thích. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhờ đầu bếp Phạm Công Tâm của nhà hàng Inivo 285 Nguyễn Khoái cùng hướng dẫn các bạn làm món ăn này. Thưa anh Tâm, anh có thể cho biết tại sao mà hiện nay cái món ốc hương sốt trứng muối, trứng mặn ấy ạ? Được các bạn trẻ yêu thích như thế ạ? Bây giờ tất cả các bạn trẻ, hầu như các bạn thanh niên bây giờ rất thích ăn ốc. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món, nó là ốc hương sốt trứng muối. Thưa anh, cái nguyên liệu để làm nên cái món ăn này thì bao gồm những gì ạ? Món để làm được món ốc hương sốt trứng muối, chúng ta là thứ nhất là có ốc hương. Đấy. Thứ hai là trứng muối. Đấy, gia vị thông thường ra gồm có đường, mì chính, hạt nêm, tỏi băm nhỏ, bơ, sữa tươi không đường. Đấy. Vậy trong cái khâu mà lựa chọn nguyên liệu thì chúng ta có cần phải chú ý những gì ạ? Có chứ, cái khi khâu lựa chọn nguyên liệu rất là quan trọng. Thứ là chúng ta phải chọn được ốc hương là phải tươi. Tươi thì mới ngon. Đấy. Khi chúng ta ra cửa hàng hải sản ta mua thì chúng ta nên là thấy ốc là còn khỏe này, bò này. Đấy, con ốc là phải đầy miệng thì đấy là ốc tươi và ngon. Đấy. Khi chúng ta mua về thì chúng ta có thể là ngâm. Đấy, ngâm với nước, chúng ta có thể cho một chút nước vào để cho ốc nhả hết nhớt và sạn ra. Về trứng thì sao anh? Trứng muối thì chúng ta nên chọn quả trứng to. Thì trứng to thì cái lăng đỏ nó nhiều. Đấy. Thì ăn rất là ngon. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng sơ chế nhé. Vâng ạ. Thế là ốc hương thì bắt đầu mình luộc ốc hương này. Mình cho một chút mấy lát gừng vào. Cắt một lát gừng. Khi chúng ta cho ốc vào luộc thì chúng ta cho gừng này, mình cho một chút muối đây nhé. Để khi cho nó một chút thôi, để nếu mà ốc thì chúng ta sốt thì ăn để con ốc nó sẽ được đậm đà hơn. Ốc hương chúng ta cho vào thì chúng ta nên gặp đồng nước. Chúng ta luộc trong vòng tầm khoảng 6 phút là được. Ốc bắt đầu mở mồm rồi. Chúng ta không nên luộc lâu quá, luộc lâu quá thì ăn lúc sẽ bị dai. Trong lúc chờ ốc hương chín thì chúng ta mà quay ra làm trứng muối. Với 5 lạng ốc hương thì chúng ta cần mấy quả trứng muối ạ? 5 lạng ốc hương mình sẽ sử dụng 4 quả trứng muối. Đã chuẩn bị trứng muối xong, bắt đầu ốc hương đã chín rồi. Đang vớt ốc hương này. Sau khi chờ ốc hương xong nước thì chúng ta sẽ quay vào phần chuẩn bị để làm sốt trứng muối. Sau khi trứng muối chúng ta bóc bỏ hết phần lòng trắng rồi, chúng ta lấy nguyên phần lòng đỏ. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh sốt. Chúng ta cho trứng vào bát, dùng thìa dằm trứng này, dằm cho tươi ra. Chín
ông Hương đã xong nước này, chúng ta bắt đầu bật bếp này để đánh sốt. Ta cho một chút dầu ăn. Các bạn nên nhớ cho ít đi. Hai đó là tỏi. Một chút tỏi. Chúng ta khi tỏi thơm lên. Tỏi thơm chúng ta vào một chút bơ này. Khoảng 4 thìa cà phê các bạn nhé. Đấy, khi bơ vào tan ra, bỏ vào đi mùi thơm này. Chúng ta vào sữa này. Nhớ sữa tươi không đường nhé. Sữa tầm khoảng 200 ml vừa. Chúng ta vào trứng muối này. Cho hết trứng muối ra. Vào trứng muối. Để ra. Khoảng 4 thìa cà phê đường. Rồi, ta cho ốc hương vào. Nhỏ lửa đi, cho ngấm vào chín muối vào trong nó. Đây bắt đầu ốc bắt đầu sốt thấy các bạn, bắt đầu ra ốc này. Đây chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì nhé, ăn kèm bánh mì rất là ngon đấy. Vậy thì với cái món ăn như thế này thì về mặt cảm quan cũng như là cái vị của nó như thế nào thì đặt yêu cầu anh? Thì thứ nhất là độ vàng của trứng muối, thứ hai là ăn chúng ăn cái vị của nó thì dương ta ăn thì ví dụ là ốc này tức là vẫn còn có độ giòn của ốc và hai thứ béo ngậy của trứng muối, khi hai cái đó hòa quyện vào nhau thì chúng ta ăn thì nó sẽ lên một cái vị rất là ngon và thú vị. Ta đều ăn này thì chúng ta nên ăn kèm với rau thơm hay không ạ? Cái này chúng ta ăn kèm với rau thơm được. Nhưng mà, thường là những đồ hải sản chúng ta hay thường ăn kèm với rau răm. Mình là người đầu bếp nấu ăn thì mình rất thích trang trí. Nếu như chúng ta trang trí thì rõ ràng là nhìn nó đẹp mắt và nó kích thích, nó kích thích cái vị giác của chúng ta đúng không ạ? Vâng ạ. Đấy, giờ mình đã hoàn thiện được xong món ốc hương sốt chín muối. Vậy thưa anh Tâm ạ, với cái món này thì rõ ràng ốc hương đã là một cái thực phẩm giàu chất dinh dưỡng ạ.
cộng với trứng muối cũng là một cái thực phẩm mà khá là giàu có về chất dinh dưỡng. Vậy khi là chúng ta mix vào kết hợp với nhau thì liệu là nó có nhiều chất đạm quá hay không ạ? Không, cái này chị không lo nhé, vì là ốc hương, bản chất ốc hương thì nó đã rất nhiều là chất đạm của nó là tương đối, và trứng muối cũng thế. Nhưng hai cái này hợp với nhau thì hai cái này là hỗn hợp nhau thì chị không phải lo về vấn đề là ăn vào mà có sợ nó có nhiều đạm quá hay không. Bởi vì là cái ốc hương này thì nó chứa nhiều chất đạm thật, nhưng nó không chứa chất cholesterol, nên là chị có thể rất yên tâm mà có thể là khi ăn món này cũng không nó có nhiều vitamin B. Đấy, nên là chị ăn vào nó rất tốt cho sức khỏe, nên là chị mình không phải lo ngại về vấn đề là nó quá nhiều chất đạm hay không cả. Vâng. Đấy, quan trọng là mình ăn khi một người đầu bếp người ta đã nấu ra món ăn thì đương nhiên là người ta cũng có một cái nghiên cứu và suy nghĩ về làm sao món ăn làm sao để đảm bảo nhất cho người sử dụng, để có thứ nhất là có sức khỏe tốt nhất cho người khi mà ăn món ăn và sử dụng món đồ ăn đấy. Nên là thứ nhất là người ta sẽ cân đối được chất lượng đạm này. Thứ hai là người ta phải nghiên cứu là món ăn đồ ăn này kết hợp với này nó có hợp, nó có phản ứng phụ không. Nên người ta phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề đấy. Nên là khi người sử dụng ăn thì nên là có thể chị yên tâm về món này. Vâng. Không phải lo về là nó mình ăn vào nó quá nhiều đạm hay không, bởi vì khi người đầu bếp là đang nấu món ăn thì người ta đã phải là cân đối hàm lượng đạm hoặc là tất cả các chất trong đấy như thế nào để phù hợp cho người tốt cho sức khỏe khi người ta sử dụng món ăn đấy. Vậy thì với cái món mà ốc hương sốt trứng muối như này thì chúng ta có, nếu mà kèm với đồ uống thì theo anh là chúng ta uống với những đồ uống nào thì nó phù hợp ạ? Cái này thì ra là nó cũng hôm nay là mình giới thiệu các bạn là món là nó món ăn chơi ăn vâng, vui món ăn chơi ăn vui, chúng ta có thể dùng với một chút rượu nhâm nhi, chút rượu vang, rượu tây. Cái đồ ăn hải sản này thì mình có thể là nó là đồ ăn chơi, chúng ta có thể sử dụng một chút vang trắng để coi như là nó kích thích cái đồ ăn này, nó sẽ được ngon miệng hơn, và khi chúng ta ăn vào thì chúng ta cảm nó sẽ không bị nó không bị đầy bụng quá đấy. Nhìn theo thì ốc hương này trông rất đẹp mắt và rất là hấp dẫn này, đảm bảo là rất là thu hút được các bạn trẻ. Bây giờ xu thế giờ là không được, hiện nay là cái món ốc hương sốt trứng muối nó đang là một cái món hot đấy. Vâng, đúng rồi, nên là chính vì món hot và hôm nay mình quyết định là giới thiệu với các bạn, hướng dẫn các bạn là món ốc hương sốt trứng muối. Thưa quý khán giả, với sự hướng dẫn của đầu bếp Phạm Công Tâm thì chúng tôi tin rằng là các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được món ăn này. Ốc hương với vị ngọt tự nhiên, vị dai giòn với cái vị kết hợp với trứng mặn thì nó đưa ra một cái dư vị tôi nghĩ là khá là thú vị. Và chúc quý vị thành công với món ăn ốc hương sốt trứng muối. Chúc quý vị một buổi tối ngon lành và vui vẻ.